Con ơi. Hèn chi vậy mà sao nấu đồ ăn phải uống được quá. Ờ nó còn giật cái như chị. Mắt nó. Anh lấy chanh đó, lấy chanh không? Chanh này. Mẹ ơi, có thời lấy chanh không anh? Mẹ ơi, mẹ đi. Lấy chanh liền đi. Quay qua đây nè em, ánh đèn nó sáng. Ấy chà, chị mời chị đi chị. Em nói cái điều này không phải gì thì mong chị cũng bỏ qua cho em nha. Thì xuống em cũng thấy chị có thờ Phật. Thì bây giờ em biết là cái cuộc sống chị nuôi một bé này với cháu ngoại nữa rất là vất vả, thì cũng vì mưu sinh thôi. Nhưng mà nếu mình hạn chế được cái sát sanh thì mình nên hạn chế. Em nói vậy chị hiểu ý em rồi chứ gì. Tại vì em cũng có đi hỏi vòng vòng sớm. Thì con bé này là cũng giống như là nó bệnh. Hồi trước nó có đi bán giấy số đúng không? Cũng được dữ lắm. Nhưng mà đi kinh phong dịch hoài. Rồi thằng chồng nó bỏ là không đi mua thuốc mà đi sáng đêm chơi game. Đúng không chồng con á? Thì qua cái clip này thì coi như cô đi. Cô cũng cầu xin là chồng của con. Thì thôi giờ đã mình từ đầu mình đã khẳng định là chọn bé này thì cũng đã có con rồi. Thì cũng nên suy nghĩ lại bớt ham chơi đi. Tại vì game không có đem được kết quả gì cho cái cuộc sống đôi lứa, cuộc sống gia đình hết á. Thì mình đã chấp nhận rồi, thương thì thương cho trót, còn không ấy thì dứt điểm. Chứ đừng có mà để cho bé này nó suy nghĩ, rồi đôi khi là nó buồn quá đi. Nó nghiện em quá mà chị. Em nãy giờ em đi hỏi vòng vòng sớm rồi đó. Có khi nó con bị kinh phong mà nó bỏ nó đi chơi game luôn tới 2 giờ sáng nó mới về phải không? Nó đi mua thuốc cho con đi luôn phải không? Dạ. Vậy thì chồng sớm nói là đúng không? Dạ. Thì ở đây là chị không dám phê phán em cái gì, suy nghĩ riêng chồng của con á nha. Là cũng xin lỗi cháu trai, cô không dám phê phán con cái gì. Nhưng mà theo suy nghĩ của cô á, thì mình đã là cha rồi thì mình nên có cái trách nhiệm. Thí dụ người vợ mình không quan tâm thì còn có con mình, thì nên là thương con mình tí xíu. Thì chị chỉ khuyên vậy thôi. Sống cái gì mình để cái hậu đi, chứ bé vậy hồi đó thương thì cũng thương cho dữ lắm, la lết đi xuống đây ở ngày ở đêm không chịu về. Rồi giờ muốn dứt thì cũng đi một tháng, hai tháng thì cũng gửi 500 triệu. Thì cái này là do con nói nha, chứ không phải cô nha. Thì cô cũng như là đồng cảm với hoàn cảnh của con mà thương con tật nguyền quá nên cô mới nói như vậy. Có sai là con chịu trách nhiệm, chứ không phải là cô dám phê phán gì cái chuyện gia đình của con nha con. Nói không nói đâu. Dạ. Nói thêm ghẻ con rồi đó. Dạ. Thì coi như... Dạ. Chị Xuân ơi, thì chị ở đây góc độ địa phương thì chị thấy hoàn cảnh này sao chị? Thấy hoàn cảnh của bé Thu thì có gia đình mà cũng được chồng quan tâm lo lắng. Rồi bên chồng thì không có mẹ chồng, còn cha chồng thì cũng già, cũng không có được bình thường tỉnh táo như mọi người. Không có quan tâm lo lắng cho bé Thu. Rồi về dòng họ bên chồng thì mấy chị thì cũng có một cái chị thương thôi, mà lâu lâu hỏi thăm vậy thôi. Rồi ở dưới thì đối khác, rồi thấy vậy mẹ em mới rước về đây.
trước về đây thì chồng thì cũng không có được bình thường nữa, rồi nó cũng mê chơi, rồi đi làm bây giờ thì đi làm chung với em vậy đó, mới lên chợ làm, lâu lâu mới có chút đỉnh tiền gửi về thôi, nhưng mà cũng ít khi về thăm bé Thu lắm. Rồi thấy hoàn cảnh của bé về ở với mẹ, tuy được cái nhà, có cái nhà của nhà thờ với bà con ta giúp đỡ được cái nhà, nhưng mà hằng ngày thì cuộc sống mưu sinh thì làm không đủ trang trải về nuôi cháu ngoại, rồi lo thuốc thang cho bé Thu nè, rồi ăn uống trong gia đình kia. Thấy chị cũng đi chi đốn lá chầm lá vất vả bươn chải để nuôi con nuôi cháu, thì thấy hoàn cảnh cũng khó khăn, tuy nhà thì yên ổn nhưng mà cuộc thu nhập hàng ngày thì nó còn bấp bênh, không đủ để trang trải lo cho bé Thu. Thì qua đó thấy bé Thu nó cũng hiếu thảo, nó cũng bệnh tật như thế mà nó gắng gọt hạt điều để nó phụ giúp mẹ, chút đỉnh tiền ngày có 10.000 thôi mà ngồi dòng giả, khi nào mệt thì nghỉ được 5 phút rồi sau đó thì cũng ngồi dậy làm tiếp. Chính vì thế cho nên thấy hoàn cảnh của bé rất là thương tâm, cũng rất mong quý mạnh thường quân gần xa có chia sẻ được, giúp đỡ được cho cháu chút nào để cháu qua khó khăn, và cũng bớt phần khó khăn trong gia đình. Mẹ cháu cũng bệnh niêm da, rồi đi lội sông lội nước về ngứa gãi sáng đêm, cho nên là cũng rất là vất vả. Anh cũng mong quý mạnh thường quân quan tâm chia sẻ khó khăn với gia đình của chị Út Mười và bé Lệ Thu. Rất là mong mỏi sự giúp đỡ của mọi người gần xa cho cháu được cho cảnh nhà mình thường quân này, em có giúp được gì đâu. Rất mong quý mạnh thường quân trong và ngoài nước quan tâm giúp đỡ hoàn cảnh của bé Thu. Bé tật nguyền như thế, rồi đứa con thì nhỏ, mẹ thì bệnh nữa. Rồi, nên... cảm ơn chị nha. Thì anh, thì coi như là giống như là đại diện cho phái nam đi. Thì anh cũng đã coi như từng trải rồi. Thì anh cũng có cái lời nào để trước tiên là động viên cháu đây, rồi hai nữa là cũng có một lời khuyên để dành cho chồng đó. Rồi suy nghĩ lại. Để bớt ham chơi thôi chứ. Trước tiên thì hồi nãy là nói tới chồng con đi. Nãy chú có hỏi là chồng con là 30 tuổi rồi phải không? Dạ. 30 tuổi là cũng lớn rồi. Thì cũng tuổi này là cũng chín chắn rồi. Nhất thứ nhì là có vợ, là có đứa con quá kháo khỉnh rồi. Giờ là lo làm ăn, dặn nuôi vợ nuôi con chứ đâu có chơi hoài như vậy được. Cái thời tuổi trẻ coi như đã qua rồi. Còn con thì thôi giờ chú khuyên thôi, giờ đứa con là niềm an ủi lớn nhất của mình ha. Dạ. Thôi mình ráng rồi mình coi như con là niềm vui đi, con. Dạ. Của mình là niềm vui, mình ráng mình sống với mẹ, với đây cũng còn bà mẹ nữa. Dạ. Thôi ráng cố gắng lên rồi để nó biết đâu nữa sau này con nó lớn rồi nó được nó lo lại cho con. Rồi, cảm ơn chồng. Phong? Dạ. Dạ sao? Con trai yêu thương đi. Thôi giờ mình cho quà cho cháu, nó có tiền em lo cho con đó. Ông vô đi Phong. Dạ, thôi con đứng đây được. Có chỉnh cái máy không? Thì... Đi lên được không? Dạ. Thôi bữa nay anh cũng đi xuống. Cũng thấy hoàn cảnh em thấy thương quá. Dạ. Chung cũng là... Những cái lời chia sẻ của em thì ông bà cô bác cũng đã thấy. Với nó là mới em nhìn vô máy kìa. Ông bà cô bác thấy là bé nó mới có 21 tuổi à, nhưng mà thân thể không có lành lặn. Cuộc sống thì gặp người chồng thì cũng không có lo lắng nữa, rồi bỏ bê, bỏ đói liên tục. Thì bữa nay là may mắn cũng được nhờ địa phương. Dạ. Chia sẻ hoàn cảnh ở đây thì anh cũng biết nói gì hơn hết. Thì biết là xin chích một phần nào nhỏ nhỏ của quý mình thường quân kênh của anh để ủng hộ tinh thần cho em trong cái lúc khó khăn ha. Chỉ cũng cầu mong cho em có nhiều sức khỏe, còn lo cho đứa con. Chỉ người chồng sẽ tỉnh táo hơn để mà còn lo cho vợ cho con mình nữa. Tại vì ham chơi cũng không có mang được điều là gì hết. Chỉ thì thôi anh cũng xin phép mình thường quân để chích tiền ha. Thì ở đây thì anh cũng xin phép là chú Nguyễn Thanh Cường ở bên Mỹ là gửi tặng em là 1 triệu. Dạ. Em nhìn vô máy em cảm ơn chú Nguyễn Thanh Cường. Dạ, dạ cái gì? Chú Thanh Cường. Dạ, con hôm nay con xin cảm ơn chú Thanh Cường.
Khoan Cường thật nhiều để lại chia giúp đỡ cho con có tiền để con có thể sống đỡ chút. Con cảm ơn chú thật nhiều. Chú này ở Mỹ nha con. À, vô bên cạnh đó là em cũng xin phép chị Hai gửi tặng cho em 1 triệu ha. Dạ. Vậy em cũng cảm ơn chị Hai. Của anh Phong này lại cho em tiền mẹ để em được có thể sống. Không em có tiền chuyện nhiều. Hết tiền luôn. Hết tiền không? 10 triệu ta. 3 triệu thôi mà. Dạ em cũng xin cảm ơn anh Phong đã tới đây về giúp đỡ cho em được nhiều. Chào sáng giờ hết tiền mà má cũng còn bụng bổn quá. Rồi thôi để tiếp tục thì Phong cũng xin phép là chị Ritin là chị của chị Hương Phạm ở Mỹ là gửi tặng em 1 triệu ha. Dạ. Dạ chị xin gì đây? Chị Ritin. Dạ em cũng xin cảm ơn chị Ritin đã cho em tiền và em được ấy. Con nói lớn lớn lại nhé. Xíu rồi. Trời ơi. Xúc động rồi, cha rồi. Trời ơi, anh phụ đi. Ủa, chết rồi, chết rồi. Cho cho dầu chứ. Đó, đó, đó. Dầu đâu chị xin. Cái dầu nãy đâu Phong? À, đây, 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 trong đây. Đây nè má, trong ba lô con nè. Trời ơi, trời luôn á. Đây nè, cái dầu nè. Trời ơi, quá trời quá đất không. Trời ơi. Quá trời đó. Quá trời luôn, trời ơi. Trời ơi, không muốn. Quá hết trơn á. Tội quá ông bà cô bác ơi. Ôi. Con ơi, con ơi. Hèn chi vậy mà sao nấu nấu đồ ăn thức uống được quá. Sao mà đi lặn được. Ờ nó còn giùm cái như chị. Mắt nó. Thôi lấy chanh đó, lấy chanh không? Lấy chanh không? Sao có thể lấy chanh không anh? Lẹ đi. Để lấy chanh liền đi. Trời ơi, quá trời vậy đó. Có quạt cho nó không? Không quạt được hả? Trời ơi, quá trời thương. Em phụ ơi cứ. Dạ em trai, nhanh lên em. Chanh á, chanh nhỏ vô cái miệng á. Nó mệt á, nó nói nội nó mệt á. Nó có uống sữa gì không? Uống sữa cho nó. Con sữa vậy. Trời ơi, dân tiền hết trơn. Không có cầm được luôn. Cải nó đi, cải nó đi. Kệ đi, không sao đâu. Cải đi. Trời ơi, tội quá trời. Thôi ngồi dưới luôn đi quá. Ngồi dưới đi em. Quá trời quá đất không. Kể cho con. Quá trời. Bán với số nữa được. Thôi con ngồi chúng đi, ngồi đi, ngồi đại cháu gì đâu. Đợi chờ chúng đi, giờ tới sáng con về nhà con cũng chịu nữa, cũng chờ con nữa. Sao đâu con, ngồi đi. Không có sao đâu. Bỏ đi bắt đi tranh thủ bắt chạy về. Đâu bỏ. Nó biết ngồi sau lưng nó mệt không trước rồi. Trời ơi, tội nghiệp ghê luôn á. Quá trời luôn, thiệt. Nãy chụp kịp không chụp chiều kịp rồi trúng đầu rồi chết luôn. Chết luôn. Mẹ mẹ chụp kịp thấy bà nhìn cứ. Nãy giờ chị thủ rồi đó. Nãy giờ chị biết ý chị đứng sao. Ờ thương quá. Không con cứ ngồi đó đi. Ngồi để giữa mẹ đi. Có cái quạt tay không chứ? Không không quạt được mà. Dạ. Không có quạt được. Dạ. Trời ơi. Thủ quá trời, thương quá trời vậy ta. Tại vì nó nấu ăn không có được. Dạ dạ, em hiểu rồi. Em xin lỗi chị nha, tại nãy em không có hiểu. Giờ đúng rồi, nó chết. Trời ơi. Mình bao lâu thì em mới đem công việc. Trời ơi, đậu quá. Nó mệt nhiều, nó không mệt thì nó ít. Đổ mồ hôi hết trơn rồi. Còn sao đâu. Đậu quá trời. Trời ơi, sao không? Sao? Ê, con đừng chậm, con đừng chậm. Ngồi đi, ngồi đi. Ngồi, ngồi, sửa cái chân em lại đi chị. Con đi nào, đừng có ngửa. Cắn đau. Đau. Chị, à, mai em con cái gì đó, em lót vô hai cái chân em hả? Mua ngoài đó nó có bán sẵn, miếng đông nó có bán. Nè chị, để sửa tươi á. Sửa em chua đó. Vậy nó không sửa gì được chị? Sửa bò nó muốn gì hả? Bò uống sữa bò mình khoa nước ảnh mà. Cầm tiền lên đi con, được chưa? Cầm tiền được chưa? Trời ơi, thiệt khổ quá trời. Vậy chị mua sữa bò bảo cho nó, chứ nó ốm quá trời ốm luôn. Không thấy khi nó ăn, có lúc nó không có tiền. Ổn cho em. Văn lưới tới ngày xong rồi. Nước mặt lên nè. Anh hỏi sao?
Dạ. Nãy có biết gì không? Dạ biết gì? Nãy em biết gì không? Em biết em ngã không? Không. Chị không biết gì đâu không? Em ngứa muốn ngã. Không biết lên này hay gì kia, không biết đâu. Lúc thì nói tỉnh tuồn nữa. Lâu lâu cái mà nó nóng rồi, nó ngồi nóng lên nó giật vậy đó. Vậy rồi chị có mua thuốc cho nó uống đi khám bệnh rồi nó kinh phong vậy mua thuốc uống không? Thường xuyên cũng giật luôn hả? Vậy con người nóng lên con người nóng lên là con giật à? Chị có đi khám cho nó không? Có lấy thuốc hàng tháng không? Thắng ở trong nhà thuốc uống hết mua ngoài không à? Đó, bởi vì chị mà mua ngoài nhưng mà tôi bác sĩ hay là chị tự mua? Không, bệnh viện có thuốc cho hàng tháng. Bệnh viện có hàng tháng, bệnh viện hàng tháng cho nó luôn. Có lạnh hàng tháng rồi uống có hết. Chị không nổi. Ôm bé ăn cá đi mà. Cũng giật vậy đó, mà nó lấy thuốc hàng tháng nó. Ê con, cô chị không có nổi con ơi. Nhận. Thương quá trời luôn. Đâu biết đâu. Con đừng khóc con. Con cảm ơn cô thương con này cô đừng khóc vậy. Con đang cố gắng nha. Dạ. Bây giờ có thân mình rồi. Dạ. Ước gì giờ cô ước gì chồng con ở bên cạnh con. Dạ. Nghèo mà có chồng chia sẻ cái niềm vui thì cũng đỡ chị. Không có chồng con coi được cái clip này nữa hồi tâm chuyển ý nó về với con. Nó lo chăm sóc con phụ mẹ con. Nó đi làm nó phụ mẹ để nuôi con nhưng mà nó trả lời. Bây giờ cô giúp gì được cho con hả? Có. Dạ. Bây giờ cô giúp gì được cho con đây? Nó cần tiền, nó thuốc, nó uống. Con cần gì nè? Nói cô nghe. Con cần gì con nói cho cô. Hàng tháng uống thuốc nhiều chị. Nói cho cô nghe. Dạ. Con biết sao chứ giờ con tháng có 300 mà cũng có tiền. Giờ bé nhỏ nó còn nhỏ nó chưa đi học đi kia được. Nó uống thuốc hàng ngày hay đi rồi lần lát đi nữa rồi. 10 giờ đi xuống sông nhân lưới. 10 giờ tối nay là cô xuống sông nhân lưới hả? Thì bởi nãy mới kêu cổ là thôi mình bớt sắc xanh đi đó. Dạ. Bây giờ cái cuộc sống mưu sinh vừa giờ biết làm sao. Bây giờ ngoài cái việc đó chị có làm thể làm gì khác được không? Có làm gì được. Dốt nát nữa thì làm gì được. Có cái số được không chị? Có cái số bỏ nhỏ này nhà chết dạ, rồi giờ biết có cách nào trị cho nó bớt kinh phong không chị? Mày thì chứ cũng có lần này con bị té xuống đìa hết chập tới sáng. Té xuống đìa hả? Dạ té xuống đìa. Rồi sao? Có lần mày té xuống ngoài quán của cậu con á. Rồi con đi sáng chứ á. Xong rồi gì con cũng té mày chết tỉnh luôn. Đâu có người hay dạ, chứ không hay là chết luôn. Dạ. Mình con là không có được ra cái bờ đìa mà sợ. Trời ơi. Như chị cách nó tuyệt đối đi, đừng có ra ngoài đi, lỡ nó giật xuống gió rồi làm sao. Không ai thấy là chết luôn của chị Xuân. Chứ không phải vừa đâu. Nghe con? Dạ. Bây giờ con đâu có động viên trong lưới sông nè. Giờ khỏe chưa? Dạ, cũng bệnh hoài. Cô nãy cô thấy là con xuống giật lâu chứ giật hoài. Giờ khỏe trong người dạ, chưa, đỡ chưa? Khỏe khỏe đang chốt vậy đó. Cái khi nóng người lên cái là lấy sốt rồi lại giật. Bây giờ anh bỏ nó mình lên. Dạ Phong ơi, Phong tiếp tục trao yêu thương cho em đó đi Phong. Chứ ngồi đây khóc hoài luôn á. Cố lên đi Phong. Cố gắng lên. Dạ, cảm ơn cô đây. Rồi, trời ơi. Dạ. Lần này em ngủ cô nữa. Cưng quá. Đi Phong, cố qua đây. Cầm tiền nữa đi Phong. Em cứ ngồi đi anh. Ngồi đi. Được rồi. Con chào cô chú anh chị nhầm khi mình
ở đây thời khoảng thời gian lâu mình tiếp xúc rồi mình biết được cái sự khó khăn của gia đình như thế nào, cái căn bệnh của em gái là ra sao nữa. Phải nói là thấy tình cảnh này thấy thương lắm ông bà cô bác ơi. Thì khó khăn mà gia đình là lột học đều, ngày đâu có nhiêu tiền, có mấy chục ngàn à. Mà em nó ngày lột được có 10 ngàn bạc. Thì đi xuống sông cô văng lưới, cũng đâu có đâu nhiêu tôm cá đâu mà cũng sát sanh. Thì nãy rồi má Ngọc cũng góp ý gia đình cũng giảm bớt cái phần nào được cũng mừng. Chứ mà kiếm công việc nào khác để kiếm đồng tiền thì cũng là những cái lời dặn của những người anh, người chị. Thì để tiếp tục á, nãy anh cũng gửi trao những phần quà của người anh, người chị với người chú Cường của anh. Rồi ở đây có phần quà của một người anh, vợ chồng của anh chị của anh là anh Duy Thái, chị Thu Hà ở Mỹ á, là gửi tặng em là 2 triệu ha. Thì anh xin phép anh Duy Thái với chị Thu Hà gửi tặng em. Dạ, em xin phép thì em xin cảm ơn anh chị của anh. Không, chú còn kêu chú Duy Thái với cô Thu Hà. Chú Duy Thái với cô Thu Hà. Vậy con xin cảm ơn cô. Chú Duy Thái. Duy Thái. Duy Thái. Với cô Thu Hà là hai vợ chồng. Cô Duy Hà. Thật nhiều để cho con được giúp đỡ. Cảm ơn thật nhiều. Rồi thôi được rồi em. Thì một lần nữa thì Phong Nguyễn cũng cảm ơn những người anh, người chị. Dạ. Anh Duy Thái, vợ chồng anh Duy Thái, chị Thu Hà với dạ. Chú Thanh Cường. Với chị Đức Tin, chị hai của Phong đã thương và giúp đỡ cho em. Thì để tiếp tục thì xin mời ba má ha. Mà nãy giờ mà con cho con được nhiều, đâu con đứng ra được nhiều. Tiếng mà con đứng được nhiều tiền. Dạ, con nói gì? 14 có 500 hả? À, tổng nghiệp. 14 hả? Hay là mấy? 4 triệu 500 hả? À, mà chị Phượng đi, chị Phượng ơi. Điếm lại coi. Mà chị Phượng vô để chứng kiến cái niềm vui của em được hả? Cái tình thương của này là gì quý nhà hậu tâm. Một gì? Một gì? 1.000 đồng. 1.000 đồng mà con biết tiền đó hả? 1 triệu. 1 triệu đó con. 2 triệu. 3 triệu. Còn tiền không biết tiền. 4 triệu. Đây nữa là 5 triệu. Để 5 triệu. Để con muốn cái xài đi cái tiền lẻ con cái xài gì. Nói dễ xài ha, phải không? Dạ, tiền còn tiền con xài không được dành chứ lắm. Đó, tiền cũng rành nữa mà con. Chết luôn. Để lấy vậy thì con mới ít có cái gì được đi đâu mà đâu mà. Trời ơi, vô khổ quá trời ta. Giờ làm sao mà chậm ơi quá trời làm được quá chị là đây nè. Rồi bây giờ là thôi, bây giờ là hình như tiền của anh Hòa còn phải không không? Dạ hình như là nghe Quy nói còn không không có thấy nhắn nữa thì hỏi em gửi nãy ta gửi được nó gửi được không. Thì vậy thôi, giờ là coi như là bây giờ mình gửi mấy triệu của anh Hòa là Phong? 2 triệu mà. 2 triệu, giờ con gửi 1 triệu nữa đi là 3 triệu. Dạ, dạ. Mai má nói là thằng Quy nó chuyển. Mẹ dạ con gửi 1 triệu nữa đi. Dạ, má sẵn 3 triệu giúp con luôn đi má. Thì anh Hòa ở Úc, coi như là vợ chồng em đại diện anh là xin phép anh, hôm trước anh gửi 30 triệu cho Phong với Quy đó. Thì em xin đại diện là gửi thêm hoàn cảnh này 1 triệu. Tại vì cái hoàn cảnh này quá trời thấy thương tâm luôn anh ơi. Xin chân thành cảm ơn anh. Chúc vợ chồng anh và gia đình nhiều sức khỏe nha anh Hòa. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Con cảm ơn chú Hòa ở Úc đi. Dạ, vậy con xin cảm ơn chú Hòa. Chú Hòa ở Úc. Chú Hòa ở Úc. Chú Hòa ở Úc ơi, được gì? Chú Hòa ở Úc. Chú Hòa ở Úc để giúp đỡ cho con. Có tiền mua sữa cho con. Dạ, con có tiền để con mua sữa cho con. Dạ, là mình được 6 triệu rồi đúng không? 6 triệu. Thì dạ nè, anh đại diện anh Xu mình đi. Anh đại diện anh Xu đi. Anh Xu đưa không? Còn này là của anh Xu, của vợ chồng em. Em cũng
em xin đại diện anh gửi cho cháu nó 1 triệu để cháu nó có tiền cho nó mua thuốc cho bản thân nó với mua sữa cho con nó cuộc sống nó trong lúc khó khăn này. Xin cảm ơn anh Xui rất nhiều nha. Chúc anh lưu thông ở Mỹ nha con. Chúc anh và gia đình được nhiều sức khỏe. Con nhìn cho con cảm ơn chú bác Lê Khôi đi. Dạ con xin cảm ơn chú Lê Khôi ở Mỹ. Bên Mỹ đã cho con tiền để con được cái tiền để mua sữa cho bé uống sữa thì con cảm ơn chú được nhiều. Bình tĩnh nha, bình tĩnh nha. Thì anh cũng ở đó đi. Nè, em cũng vui với chị. Ban trước tiên trao quà thì em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý nhà hảo tâm trong ngoài nước đã đến đây cùng của em để thăm bé này. Thì thật sự mà nói em cảm xúc em rất là nhiều. Mới đầu vô thì cũng vững lắm bà con, nhưng mà thấy nó xỉu nó ngã ngửa thì cái sự sống với cái chết là coi như gần trong gang tấc. Nếu như tụi em không biết hoặc là chị không biết thì có lẽ là em cũng không được cái hiện diện như vậy. Thì thôi chị cũng gắng cố gắng lo cho em nói em. Rồi giờ em nói vậy luôn nè. Như nãy con nói á, là một ngày con làm có 10.000. Thì bây giờ cô sẽ trả lương lọt một điều cho con. Cô chú cô xin tiền của chú Tâm rồi, là trả lương cho con, là coi như là tiền của mấy quý mạnh thường quân là cũng trả lương cho con. Con không được làm một điều là chị không cho nó làm nữa nha. Để nó coi như nghỉ ngơi. Thứ hai nữa là con chị mua sữa cho nó uống, cho nó bầu bổ sức khỏe chứ nè. Nó bệnh mà nó nuôi con mà nó ốm quá trời luôn rồi. Hai mấy tuổi mà có 30 kg rồi chị, sao mà chịu nổi. Và chị hứa với em điều đó không? Là ở đây là chị xin nhớ giám sát cho em cái chuyện đó nha. Và không được làm. Tại vì không phải là em bắt buộc như vậy. Cái này là cái tình thương nha chị. Thì chị cũng nói là thường nói là bé hay phụ chị cũng không cho nó làm. Nhưng mà tại vì nó hiếu thảo, nó không có tiền là tự nó làm. Nhưng mà ở đây là tụi em cũng giống như là chia sẻ cái yêu thương với chị một tí xíu để cho em được nó được an toàn một chút xíu. Chứ nhiều khi nó làm sức khỏe nó không có mà nó ráng nha chị. Không là không cho nó làm mà nó kêu người ta nè, con hứa với cô không? Con hứa với cô là con không làm nữa, hứa không? Dạ. Bây giờ vậy nè, nói vậy em nói luôn chị Sưng. Thì một ngày á là con như nó làm có 10.000 nè. Thì nếu mà nó xài hết cái số tiền này là một ngày, thí dụ một tháng con tiền sữa con của con với con là bao nhiêu? Một tháng á, tiền thuốc với tiền sữa của con là nhiêu? Cũng mấy trăm. Mấy trăm là mấy trăm? Cũng 300 hay 500? Không có biết gì đâu. Rồi cũng mấy trăm đúng không chị? Thì em hy vọng là số tiền này rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ á, là nếu như con xài hết số tiền của cô chú với quý mạnh thường quân cho, thì một tháng cô sẽ xin tiền của chồng cô là cho con một tháng 500, hay như trả lương con là một điều đó. Đây chị Xuân, thì đây có là có chị Xuân. Nhưng mà hồi xưa giờ em nói thiệt chị chứ, cái chữ tín là đứng hàng đầu. Mà cái hoàn cảnh này thật sự là thương dữ lắm. Chứ không bao giờ con hãy đặt cái niềm tin nha. Rồi cô sẽ xin tiền của chú là con xài hết số tiền này thì sẽ trả lương cho con tiền lọt học điều. Ngày 300 thì bo luôn 200 là 500. Tháng chứ quên là ngày. Tháng nha. Nghe là con không được làm nha. Nói trước nha, làm là không có cho đó. Cô là kêu nhờ là mấy chú mấy cô đây giám sát chứ không phải thương mà lo sức khỏe cho con. Mà con xuống con cài con mằng là té ngửa nữa là chết nè. Chứ nghỉ ngơi với ăn uống đi. Thì bây giờ xin phép chồng cho em trao cho bé 10 triệu nha. Rồi. Thì đây là số tiền 10 triệu. Thì cô cũng xin hồi hướng công đức cho hai mẹ của cô là mẹ Diệp Thị Chu với mẹ Dương Thị Tám để trao yêu thương cho con. Là giống như là để trả tiền lương bé lọc học điều quá chị. Giống vậy đó nha. Là không được làm. Rồi đây con nhận đi 1 triệu. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nha. Hứa với cô nha, cố gắng nha.
với lại niệm Phật nhiều vô nha. Niệm Phật nhiều đó. Cảm ơn cô đi em. Chúc tao, chứ không qua chuyện cô đâu. Rồi, thôi con đáng cố gắng nha không. Rồi chị Xuân ơi, thì hôm nay bé cũng nhận được rất là nhiều cái sự yêu thương của quý mạnh thường quân trong ngoài nước, thì chị có muốn nói lời nào với quý mạnh thường quân không chị? Cùng với đoàn đến cái hộ của bé Nguyễn Thị Lệ Thu, thì hoàn cảnh của bé rất là đáng thương, và cũng nhờ quý mạnh thường quân hảo tâm gần xa giúp đỡ cho cháu có một ít tiền. Thì qua cái đợt này thì chắc cũng khuyên gia đình cháu nên đưa cháu đi khám chuyên khoa một đợt, rồi để thỉnh lãnh thuốc ở ngoài tỉnh, bệnh viện tỉnh, để cho cháu cái bệnh của cháu ổn định. Và cũng nhờ quý mạnh thường quân mà cháu có được cái số tiền này, thì mong rằng cháu được đi khám bệnh, sức khỏe của cháu nó sẽ được là cải thiện tốt hơn. Và cũng qua cái video này cũng rất mong là chồng của bé Thu thấy được và cũng có hồi tâm chuyển ý quay về với để lo cho vợ cho con, phụ mẹ vợ để nuôi con với nuôi vợ để cho mẹ đỡ đần. Và cũng một lần nữa xin rất cảm ơn quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã chia sẻ yêu thương đến bé Lệ Thu, để cho bé có cuộc sống ổn định hơn và đầy đủ hơn, có tiền thuốc thang đầy đủ hơn để cho bé nâng cao cái sức khỏe và kéo dài cái đời sống của bé, cũng vui sống khỏe với gia đình và góp phần vui cùng xã hội. Và xã hội cũng như là bên các ban ngành cũng như là hội chữ thập đỏ ở đây cũng rất là vui mừng được bé được sống vui sống khỏe. Và một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân gần xa đã san sẻ yêu thương đến bé Lệ Thu, xin cảm ơn. Dạ thì cũng xin cảm ơn chị, thì ở đây có coi như là lính của chị, một người rất là trẻ tuổi, nhưng mà cũng mong là em đi đây thì cũng về coi như là lan tỏa được cái yêu thương này để đến với bà con. Thì em có lời nào muốn nói đến mạnh thường quân, những tấm lòng vàng của tất cả trong và ngoài nước không em? Dạ, em tiện đây nhờ sự kết nối của anh Thông gửi lại cuộc kêu gọi cũng như vận động cùng với sự chia sẻ, chúng ta chia sẻ của các mạnh thường quân hỗ trợ cho giúp đỡ cho em Thu để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Dạ. Em xin nhận. Rồi. Chị ơi, đây là cái chai dầu của chị Hương từ Mỹ, bữa hôm chị đem về rất là nhiều mấy thùng lần. Rồi chị đi về thì bữa xuống đó anh Thành chỉ có coi như là xây nhà ở Sóc Trăng này, nhưng mà về thì còn lại bao nhiêu dầu chị trao cho em. Chị nói là đi cứ hoàn cảnh nào mà cần thì sẽ trao cho bà con để bà con sức cho đỡ mệt vậy đó. Thì em cũng đại diện chị Hương em trao cho chị chai dầu của chị Hương tặng nha, do gia đình mình. Dạ, chị cảm ơn chị Hương á, chứ không phải của em. Chị cảm ơn chị Hương cho chai dầu đã ăn sức. Cảm ơn chị Hương nhiều. Rồi anh Thành, hôm nay mình đi nửa đêm vậy là hồi đó em chưa từng, anh cảm nhận gì về coi như tấm lòng vàng của mạnh thường quân? Thì nói chung ra thì từ trước tới giờ thì chính bản thân em chưa có từng đi đêm gì ban đêm ban hôm như thế, đúng 10 giờ đêm rồi đó mấy. Thì cho nên thì qua cái sự nhiệt tình của mạnh thường quân trong và ngoài địa phương á, có cái sự là nỗ lực trợ giúp cho chị Xuân và kể cả trong đoàn mình đi đến tận cái cháu Thu để khảo sát, và đồng thời thì được sự đồng tình của mạnh thường quân tạo điều kiện giúp đỡ cho cháu Thu một cái kinh phí để cháu Thu tiếp tục điều trị bệnh. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cháu Thu tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình, và đồng thời chăm sóc lo cho đứa con để sau này nó lớn khôn, để đứa con đó sẽ quay lại nuôi cháu Thu. Thì cuối lời thì cũng không biết nói gì hơn. Thì tuy rằng không phải là của huyện Châu Thành, thì huyện Mỹ Tú cũng là quê hương xứ sở của Châu Thành. Thì từ Châu Thành tách ra, từ Mỹ Tú tách ra của Châu Thành. Thì cuối lời thì em cũng xin kính chúc các mạnh thường quân trong và ngoài nước, và kể cả trong nước mình,
là gia đình dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng, thành đạt trong những lĩnh vực công tác nhân đạo từ thiện. Xin chân thành cảm ơn. Rồi cho cô ôm một cái nha, đi về nha. Nhớ là khỏe nha. Kinh lắm, xinh gái lắm. Nhưng con cố gắng lên nha. Dạ, con cố gắng lên. Cố gắng lên nha con. Cố gắng lên nha. Chị, với con. Chị, rồi cố gắng nha. Chị xếp cho Sáu nó đi khám bệnh đợt nha chị. Rồi, thôi ba má khép chương trình luôn đi ba má. Rồi, thôi cuối chương trình cũng xin chào tất cả các cô bác, ông bà, cô chú, anh chị, các anh Phong Nguyễn cũng như Quy Phút nha. Xin chúc mọi người được nhiều sức khỏe. Dạ, xin chào. Rồi, chào bà cô bác. Hẹn gặp lại.